Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi, mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Đó, vậy là hay quá rồi. Hay quá. Khi mở ra nhìn anh rồi em cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Đúng. Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đó thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, chứ nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Cường Linh, em chào tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 31 tuổi, quê quán của em tại Thừa Thiên Huế. Và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời em trai. Dạ em chào MC Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào toàn thể quý vị khán giả cũng như là bạn nữ kế bên. Thì em tên là Nguyễn Thế Vinh, hiện em đang 29 tuổi, em đang làm thủ kho ở công ty NRTK Việt Nam. Em quê ở đâu em? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Hiện em đang sống ở quận mấy? Dạ hiện em đang sống ở quận Gò Vấp. Sống với ai? Dạ em sống với gia đình. Gia đình em ở trên đây luôn hả? Dạ có. Chúng ta có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ ưu điểm của em nói về sở trường thì em biết nấu ăn. Em có thể nấu tất cả các cái món ăn chính trong gia đình và có thể làm một cái mâm cỗ nhỏ nhỏ. Với thứ hai đó là tính cách của em khá là hòa đồng, vui vẻ. Và nhiều người nói rằng em cười rất là duyên nên đường mạnh của em đó là thích cười ạ. Em thích nuôi chó, nuôi thú cưng á. Như người ta hay nói thế nào, bồ thì không có nhưng mà chó phải có một con. Nhưng mà riêng em không chỉ một con, em có tận hai con ạ. Thế là em đem bạn này theo rồi còn một bạn nữa ai trông? Bạn ấy tự chăm lo cho bạn thân mình được ạ. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em đó là em hay bị quên ạ. Kiểu như là lâu lâu não của em nó đi đâu á, cái em quên mất tiêu là em cần làm cái gì á. Với lại là em bị mù đường ạ. Khuyết điểm nó không lớn đâu em, hình như ai cũng bị cái đó trơn á. Dạ. Giờ nó có cái bản đồ thì không có lo ha. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không rượu bia, nhẹ nhạt, em cũng không hút thuốc. Trong cuộc sống thì em là một người luôn hòa đồng với tất cả các bạn. Còn về công việc thì em là một người rất là lanh. Nghĩa là buổi sáng thì giới thiệu em vào thì tới buổi chiều là em biết hết công ty rồi. Thì với cái tính cách của em như vậy cho nên là em mới có một cái nhược điểm là em kiểu là em dễ gần cho nên là em mới cũng nhẹ dạ cả tin. Kiểu mọi người nói nhiều khi giận giận em cũng tưởng thiệt, em phải nóng tánh. Nghĩa là trong công việc đó thì nhiều khi nó có những cái áp lực tương đối về những con số thì nhiều khi em không kiềm chế được. Bạn nữ ơi. Vâng ạ. Nãy mình có nghe bạn bảo là bạn thích nuôi chó đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Cái đó mình thấy bạn giống mình đó. Với lại mình cũng có nghe bảo là bạn thích đi phượt. Đúng rồi. Nói thật với bạn là mình có sở thích đi du lịch bụi, mình đi cũng tương đối nhiều nhưng mà hầu hết đi một mình. Thì mình mong là qua chương trình này mình sẽ có được bạn đồng hành với mình trên mọi chuyến đi sắp tới. Rồi, vậy là hay quá rồi. Hay quá. Cái này thì cũng đứng chung luôn ạ. Mình cũng đi phượt, đi chơi, đi du lịch, đi Hà Nội hay đi đâu đó thì toàn cũng đi một mình thôi. Nên bây giờ em cũng rất cần một người cùng bay với em từ Sài Gòn đi đến đây đến đó, cùng nắm tay em và đi kiểu chu du khắp mọi nơi ạ. Hai đứa muốn mở rào ra bấm nút liền đúng không? Hai mở rào bấm nút liền luôn đi nha. Dạ. Bây giờ nhưng mà trước khi mở rào mình nói chút xíu đường tình duyên mình đi em gái. Đường tình duyên của em á thì em có hai mối tình. Nhưng mà có một mối tình nó kéo dài 5 năm. Tính ra thì bọn em yêu nhau mà yêu thương xa chị. Hồi sinh viên thì em học ở Huế, xong người kia thì học ở Đà Nẵng. Thì cứ đi vô đi ra, đi vô đi ra thôi, chứ cũng không có gặp nhiều nên tình cảm nó kiểu như rất là màu hồng luôn. Thì sau khi em ra trường thì em kiểu như là theo tiếng gọi con tim thì em vào Đà Nẵng làm việc. Thì hồi vào Đà Nẵng làm việc thì hai đứa ở gần nhau thì bắt đầu hiểu về nhau á, thì giờ bắt đầu xảy ra một cái xích mích. Vậy lại hồi đó bọn em cũng còn rất là nhỏ, nó rất là bồng bột nữa, mỗi người cũng có một cái tôi riêng á. Rồi bạn đi một thời gian thì bạn ấy có người thứ ba gian chân vào cuộc tình của hai đứa.
rồi chia tay. Dạ, cũng chia tay rồi cũng có cho nhau cơ hội để quay lại với nhau. Rồi chia tay tiếp. Dạ đúng rồi, thì cái thời điểm mà người thứ ba xuất hiện á, kiểu như em bị sốc toàn tập luôn. Một mình em con gái nhưng mà em phải bỏ gia đình của em vào Đà Nẵng, chỉ có một người thân duy nhất là người yêu của em thôi. Trong vòng 10 ngày thôi nhưng mà em sút tới 5kg. Có nghĩa là em cực kỳ buồn, em cực kỳ bị tổn thương luôn. Rồi mối tình sâu đậm mà căng thẳng rồi đau khổ. Mối tình đầu. Mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu. Còn em trai? Dạ. Tình duyên mình sao nè? Em đã ly hôn với vợ. Ừ. Dạ. Ở nhau mấy năm? Dạ ở với nhau được 3 năm. 3 năm có cháu nào? Dạ hiện thì em không có cháu nào. Thì cái khoảng thời gian mà tụi em có ý định có cháu thì bị Covid nó đánh vào kinh tế tương đối nhiều. Cho nên là lúc đó tụi em mới quyết định ngưng lại. 3 năm rồi không có con rồi tại sao chia tay? Dạ cái lý do chia tay ở đây thì bạn rất là cứng, nghĩa là tại vì sau cái dịch Covid đó, thì tụi em không có ở riêng được, về bên nhà mẹ vợ ở. Thì em về đó em ở thì em là một người rất là hòa đồng, nghĩa là em có thể nói chuyện bình thường với tất cả các mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì kiểu nó bị khớp, cho nên là có những cái mâu thuẫn mà tụi em không có ngồi xuống để giải quyết được. Mà cứ mỗi lần muốn giải quyết thì lại đem tờ đơn ly dị ra để nói chuyện. Ly dị bao lâu rồi? Dạ ly dị cũng được hơn năm rồi. Hơn năm rồi hả? Dạ yeah. Rồi bây giờ thế thì em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình á, thì em cần người bạn trai cao, cao hơn em. Ừ. Có thể cao hơn 1m7 thì càng tốt. Chờ chị một chút. Em mét mấy? Em gái? Dạ em chỉ cao 1m53 thôi ạ. Rồi yên tâm hơn. Chào chàng trai. Dạ em chào chị. Rồi sẽ 1m7. Thứ hai là biết chơi thể thao, thì chơi một con thể thao đó, ví dụ như là chạy bộ, cầu lông, bơi lội gì đó. Chàng trai chơi môn gì? Dạ em chơi đá bóng với đá cầu. Nhảy dây? Dạ, nhảy dây cũng có mà để làm nóng chị. Đá bóng là được rồi ạ. Và một cái nữa đó là một người đàn ông có kiểu như bản lĩnh, có trách nhiệm với gia đình, còn với cuộc sống, và có lý tưởng và mục tiêu sống. Ừ. Bây giờ em muốn một người bạn đồng hành như thế nào? Em mong muốn là có một bạn nữ cũng ưa nhìn, tính cách thì cũng hòa đồng và yêu thích vật nuôi giống như em. Dạ, đi phượt cũng giống như em và cũng em cũng muốn là bạn ấy chịu khó chia sẻ. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị đồng nghiệp của em. Dạ. Rồi, mời chị có ý kiến chút xíu nào. Em chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Và mọi người trong chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã mở cánh cửa hạnh phúc cho đôi đứa. Chị thấy bạn gái này dễ thương á, đầm thắm. Ok, hợp với em, bấm like đi nha. Ok. Rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Em chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Em là chị Bé Ngân. Nói chung là nhìn bạn trai bên đây, khuôn mặt thì hiền, phúc hậu, hợp với em á. Thì theo như chị là hai đứa tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Dạ, em xin hết. Nói chung là hai đứa mở rào là nhấn kèn thôi. Thôi. Rồi, mở rào. Thoải mái lên nào. Chuẩn bị đi em. Công việc bây giờ là của em đó. Bước qua luôn. Để em mong rồi. Cảm ơn ạ. Anh bạn em không có bông màu tím. Em mong là tình cảm của tụi mình nó sẽ luôn nào cũng như màu tím một mơ. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn ạ. Ừ. Thì em đặt tặng anh một sản phẩm thì có thể anh có thể ngủ ngon hơn, cũng như có tinh thần thoải mái hơn trong công việc của mình. Ok. Dạ, em gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, về ghế đi các bạn. Không biết là khi mở rào rồi em nhìn anh thì em có cảm tưởng như thế nào? Khi mở rào nhìn anh rồi em cảm thấy lăng là anh đúng là gu của em ạ. Đúng gu hả? Đúng rồi. Tại vì anh đã qua một cuộc ly hôn rồi á, thì không biết là em có cảm thấy ngại ngùng gì trong cái chuyện tình cảm không? Thật ra thì đối với em á, cái vấn đề mà người ta có một qua một đời đó thì em nghĩ là người ta sẽ có gìn giữ nhiều hơn cho cái mối quan hệ lần sau. Thì em nghĩ đó là một cái nó cũng rất là tốt, chứ nó không có cái vấn đề gì cả gọi là ngăn cản giữa cái chuyện vấn đề tình cảm của em cả. Ừ. Thì cho em hỏi là em không thích một người đàn ông mà kiểu như là độc đoán này, gọi là gia trưởng này, thì không biết anh có như vậy không? Ừ. Độc đoán và gia trưởng thì anh không có dính vào đấy. Khi mà thương anh rất là thương, anh luôn tôn trọng ý kiến của bạn nữ.
Nên là em cứ yên tâm là anh không độc đoán cũng không gia trưởng. Nếu như mình thành đôi thì anh mong là chúng mình chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Thí dụ như bây giờ cô ấy dặn em cho chó ăn, tắm rửa cho chó, dẫn chó đi chích, mua đồ cho chó. Nhưng bữa vì quá nhiều công việc em quên mất tiêu luôn. Về cô thấy con chó chưa được ăn uống gì hết, mặt nó như chó già vậy đó, cũng nóng lên, cũng làm tùm lum hết trơn á. Lúc em xử sự sao? Ngay từ đầu là em đã không làm được là em đã sai rồi. Nhưng mà nếu em cố gắng em nói lại nữa thì em đã sai lại càng sai. Thế cho nên là mình thay vì mình cố gắng mình bào chữa thì mình nên nhận lỗi của mình và mình cải thiện nó tốt hơn ở những lần sau. Ấm chó đi tắm, cắt lòng mũi, cắt con chân. Thì có thể mình không làm tốt bằng thợ ở ngoài thì nhiều khi giờ đó thợ nó nghỉ rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm với cái mức mình có thể đặt ra. Đó, giờ là một sự chịu đựng gọi là tốt nhất có thể rồi. Không phải là chịu đựng mà là bạn này biết bạn này sai. Nhưng nhiều khi tôi biết sai mà tôi không. Thì giống như mà chuyện con chó là chuyện con chó. Chuyện tôi làm ăn không lo thì là chuyện con chó. Ví dụ như tôi cãi vừa thì sao? Điều một là vợ luôn luôn đúng, điều hai là nếu mà sai thì coi lại điều một. Có ý chí chịu đựng mà nó nói vậy thôi chứ người ta bận chuyện như đó người ta mới không làm. Đừng chửi người ta nghe. Thằng em không có tính chửi đâu. Thôi giờ tôi thấy con chó này tùm lum ở đây tôi bực mình nữa. Không, anh giận với nó vui lắm. Mình tập nó, mình nhiều lần nó. Thì em làm thì sao? Thì hốt nhiều lần. Có anh trai không? Dạ không, em có em trai. Được. Hai bạn tiếp tục câu chuyện của hai bạn đi. Tính này thấy được đó. Mình có thể rời con chó vài phút được không? Dạ được ạ. Rồi. Dạ em nghe chị nha. Đó. Bây giờ mình tắm nắm tay con người đi. Nào bước tới. Dạ. Hai người nắm tay nhau, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó. Hát tặng nhau một bài nào đó. Vậy là em xin hát tặng em bài Em Gì Ơi. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, riêng mình ta. Nụ cười là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Thôi được rồi. Chó nó la quá vậy ta. Nó đang hát mà nó la quá. Sợ má đi lấy chồng. Ừ. Rồi em gái có hát gì về tặng lại không? Ừ. Em hát tặng lại anh một bài. Đáng làm sau có được la mà hát... đang hát mà nó la quá. Sau khi em hát xong bài này em hy vọng rằng anh nắm lấy tay em. Ừ. Bao lâu nay em quên mất tiêu rồi. Trời đất ơi, vậy sao nắm tay em được? Không, vẫn nắm mà anh. Vẫn nắm hả? Thôi em không hát được không? Em quên mất tiêu. Thôi khỏi luôn đi. Thôi rung quá rồi, không sao đâu. Rồi, ok. Bây giờ em nói hết những... Hát đi anh, sau này mình về với nhau. Rồi, về nhau hát. Qua ẩm chó đã là quá. Rồi, bây giờ về trí ngồi đi em. Dạ. À, bây giờ đến lúc mà mình bấm nút thôi nha. Bạn trai là tôi gọi là khâm phục bạn ấy rồi đó. Nhẫn nhịn tất cả mọi thứ luôn. Miễn giờ mình yêu thương mình là được rồi em hả? Dạ đúng rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Nhiều người nói là trời ơi đếm 3 tiếng sao ta quyết định được. Nhưng mà đó là một thời gian dài các bạn đã trao đổi với nhau rồi. Có người thân nói chuyện với các bạn nữa. Rồi bây giờ mình đưa ra quyết định. 1 hay không là do các bạn. 2 3 Hết thời gian. Vừa có bạn trai vừa có con chó kế bên nữa. Dạ vâng ạ. Rồi đưa bạn trai giữ chó hồi cho nó khỏe đi. Nó rất là ngoan luôn ạ. Nó ngoan lắm. Nó hiền lắm đúng không em? Đúng vậy. Tội nghiệp ghê không? Tôi thích bạn này dễ sợ luôn á. Thiệt không có trai, ơi, không có anh trai. Nó liếm tùm lum tùm la kìa. Không bình thường mà anh. Trời ơi nó liếm gì bình thường, nó liếm vô mỏ kìa. Nhớ anh đang rửa mặt cho nó nha. Không có quên đâu anh, quên bị la. Nó quên bị la. Rồi đây là những món quà dành gửi tặng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Phước được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu.
Aquaceline lăng nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Bây giờ nói thì nói, trong tình yêu phải cố gắng dành thời gian chăm sóc nhau, cứ lo chăm sóc con chó hoài cũng không có tình yêu cũng không được đâu nha em gái. Dạ. Mà trong tình yêu mà con chó này nó cũng theo hoài nó cũng mệt lắm á, hiểu không? Không có nói vui mà. Có nói vui đúng không? Chấp nhận con chó luôn đúng không? Vậy là vừa phải lo cho người yêu mà vừa lo cho con chó đó. Thêm mấy con nữa lo cho con hả? Thêm mấy con nữa cũng được. Mấy con nữa mốt có con nữa đó, nổi không? Cần hết rồi. Cần hết luôn hả? Đúng rồi. Trời, này nó quá được ta. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Dòng họ còn ai không? Rồi hai đứa đi xuống dưới kia tâm sự với sự chứng kiến của con chó này đi. Đây đây, còn quà này nữa nè. Bên này này cơ. Chứ bây là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Em nó cũng lận đận lắm. Lận đận. Dạ em có hai đời. Trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Ở với nhau 6 năm mà không có con á, mình chủ động chia tay với anh ấy. Em không cần đòi hỏi gì hết, em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Tại vì nhìn mẫu lý tưởng thì người Việt Nam phụ nữ nào cũng thích, nhưng là cao to một tí, cho có đẹp trai. Có cao có to. Em không muốn có con nữa. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Aquaceline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi, bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Đây, dạ, chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Quốc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ, dạ. À, dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hôn chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Từ quê mình ở đâu hay là từ quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn? Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên viên hàng ngày, trong gia đình giữ con. Việc gì có thể làm được hết. Dạ. Em ưa giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi, tốt. Đi chùa, dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi, để mà lâu nó bùng phát. Em nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm, điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng, mà ngủ rất là nhiều luôn đấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim mà phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là có những cái tật xấu, coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về, ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết là đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời.
hai đời vợ hả? Dạ, đề vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không may bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì em thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm nó khác nhau. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn thằng nhóc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định, riêng nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì đã ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Và em ở có một mình với dạ, bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào? Mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì. Chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm. Thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới, có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi, 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ độc thân như thế, cũng hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Đấy. Buồn quá. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình đó. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Yeah. Đơn giản vậy ha. Rồi. Thật ra anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái mới quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em. Những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Yeah. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Yeah. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Bây giờ chị nói cụ thể đi, là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong trầm lắm á. Trời ơi, nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Tàu bếp mà nấu ăn, bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được nghề nấu cơm, nấu đồ ăn cho. Trời ơi, khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng, ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gia trưởng, rồi là bảo thủ cố chấp quá, nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng, anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con luôn nữa. Được á. Đó, ngon lành. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chị cái số phận nó không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đần thôi. Có lẽ là không may mắn là đúng để rồi. Hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Tuyền Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á. Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. Anh cũng là một cái goal của em, muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được á. Anh để em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, toát lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào.
Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Cái chuyện là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh ở bên em. Dạ. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thì giờ anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi như thế vì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Dạ. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á. Dạ. Có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Dạ. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Dạ. Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Dạ. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó. Không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau mà để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ. Tự nhiên nói quá chứ tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, thì về phần con cái thì em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em nó có ràng buộc có cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi. Nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy, xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì em cũng nói thật với anh là em đồng quen, em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi mọi người cũng khuyên đấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa ấy, cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình vậy. Duyên với con cái sao á. Anh nên cũng em rất sợ. Nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á, chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài ha, hay là làm cái gì đó. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Ví dụ như em đang chống mặt đầu, anh có thể xoa bóp cho em đó. Trời ơi, đó mình thể hiện tài năng của mình liền, giàu quá. Ví dụ đột quỵ á, ấm nhẹ nhẹ thôi nha, có gì tôi cũng chịu trách nhiệm nha, tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ thì. Dạ. Nên là mình xoa bên mũi, mình xoa bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng mỗi trước khi đi ngủ em pha cái ly nước ấm, bỏ mực ong vô, bỏ miếng chanh vô. Mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉ uống vậy. Lọc, cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó trong đầu mình quần quần, em cứ vuốt ra, vuốt trong đầu 5 phút. Dạ. Rồi xoa hai cái lỗ tai, tự nhiên người em nó sáng lại. Dạ, mắt em mới sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Sự rung động. Hồi hộp. Nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này, anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi.
Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm, bấm cái hết bệnh liền. Bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên nè em gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Hát hát hát. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không? Cái đấy. Nếu biển không có sông, biển đâu còn dài khờ. Nếu đây không xó lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. Thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Cô Bò nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đây nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ làm sao nè? Lung quá. Lung hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cầu mong là hai anh chị sẽ nhanh chóng nhận được phần quà này nha. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chị lấy món quà của bạn gái tặng. Hãy chăm sóc cái cây đó cho nó lớn theo tình yêu của mình. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Dạ, em mời anh chị đi đường này. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi, họ đã đều bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc phúc cho họ. Hôm nay là một ngày rất vui đúng không quý vị? Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza, và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đó, nhà gái của chúng tôi là rất rõ ràng trong những cái chuyện đó, cái gì hứa là phải làm. Nhà ta tôi không hứa cũng làm. Dạ đúng rồi anh. Ừ, còn hứa khi làm khi không. Còn hứa khi làm khi không. Em đã hứa là phải làm ạ. Có công việc ổn định, có tài chính. Ta có xe riêng, đúng. Đất riêng luôn. Xe riêng, đất riêng, có đầy đủ điều kiện kinh tế là ngon rồi. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em. À, xin mời bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Năm nay em 29 tuổi. Thì hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty phân phối thiết bị nhà thông minh của Đức. Em đang sinh sống ở đâu? Dạ em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy cưng? Dạ ở Bình Thạnh. Mời em chào. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và bạn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Anh Tuấn, quê ở Đắk Nông. Hiện tại năm nay 31 tuổi, công việc của em là lái xe du lịch. Em lái xe như vậy là lái cho gia đình mình luôn hay là em lái cho công ty? Em lái cho của em á chị. Xe của nhà luôn. Xe nhà luôn hả? Dạ chị. Rồi vậy là công việc làm ăn cũng ổn định rồi. Ổn định. Nếu bây giờ mình lấy vợ mình ở đâu Tuấn? Dạ em có miếng đất rồi. Rồi khỏe thì không cần phải lo gì hết. Có vợ là có nhà ha. Chúc mừng Tuấn luôn. Nhà trai tôi bây giờ chỉ có vợ là tôi xây nhà luôn đó nha. Có đất rồi, ngon rồi. Ừ. Bây giờ mình tới với cái phần gọi là ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, nếu mà nói về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người rất là năng động, nhiệt tình nữa. Với lại em rất là dễ giao tiếp với mọi người xung quanh. Về điểm yếu thì em hơi nóng tính, em rất là kỹ tính trong công việc. Với lại em rất là tôn trọng lời hứa. Những cái bạn mà nói chuyện với em mà chỉ cần là thốt ra một lời hứa nào thôi thì em sẽ nhớ rất là lâu. Và em nếu mà bạn không thực hiện được thì em cảm thấy là không được. Nghỉ chơi người ta luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Đó, nhà gái của chúng tôi là rất rõ ràng trong những cái chuyện đó, cái gì hứa là phải làm. Nhà trai tôi không hứa cũng làm. Dạ đúng rồi anh. Ừ, còn hứa khi làm khi không. Còn hứa khi làm khi không. Em đã hứa là phải làm anh. Nói vậy thôi, bây giờ là nói cho nhà gái biết đi. Mà ưu điểm khuyết điểm của mình là gì là Tuấn? Ưu điểm của em á thì hứa là làm và làm nhiệt tình. Nhiệt tình luôn? Dạ. Hứa là chở? Dạ. Chở là tới? Tới bến luôn anh. Tới bến luôn. Có khuyết điểm gì không Tuấn? Dạ em rụt rè, ít nói anh. Đúng đối tượng em vẫn nói nhiều. À. Mà quan trọng là nhà trai là ngày xưa là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ không được mấy năm đâu anh, được 3 tháng 4 tháng thôi. Là dài nhất á hả? Dạ. Trời đất ơi, còn mối tấm kia chắc... quá vậy. Mối kia chắc 1 tháng hả? Dạ cũng vậy anh. Sao vậy, tức quá chị qua hỏi coi. Chào dạ, em chị. Sao vậy, sao mà quen có 2-3 tháng rồi chia tay vậy? Dạ em do em rụt rè quá chị. Ừ. Rè nhất nha. Dạ. Rồi giờ bớt rụt rè chưa? Dạ bây giờ bớt rồi chị. Bớt thiệt chưa chứ? Dạ rồi. Này quen là quen luôn, lấy luôn nha. Dạ đúng rồi. Rồi. Hứa nha. Dạ em hứa. Bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là năm em học cấp 3 là gần 2 năm. Được 2 năm đó. 2 năm vậy là cũng dài, có kinh nghiệm yêu hơn bên đây. Em mong muốn là bạn nam sẽ là một người chín chắn và nhường nhịn em trong những lúc mà cãi vã nhau. Nhường hết luôn. Không thả. Dám cãi một tiếng nào hết trơn. Luôn. Có công việc ổn định, có tài chính. Ta có xe riêng, đúng. Đất riêng luôn. Xe riêng, đất riêng, có đầy đủ điều kiện kinh tế là ngon rồi. Chỉ lo yêu người ta là được. Tất cả mọi thứ chỉ cần lo yêu người ta thôi. Còn mọi thứ để người ta lo. Được không? Được. Ừ. Đó. Rồi bên mình nè, mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Mẫu người lý tưởng của em là hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ. Còn gì khó hơn nữa không? Không, em chỉ vậy nè, đối với em hạnh phúc lắm rồi. Cô này dễ thương, cười tươi lắm. Sẽ chủ động làm... À, gái đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn của em. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh ạ. Thì theo với em thì bạn nam này... sẽ hợp với Tuyết nếu mà bạn nam thì thật sự chủ động nhiều hơn nữa. Dạ. Bạn Tuyết có thể bù đắp những cái phần rụt rè của em, nhưng mà chị nghĩ là em cần phải chủ động thiệt là nhiều. Dạ. Thì Tuyết sẽ cảm thấy an toàn hơn. Dạ. Hợp lý á. Rất là hay đó. Rất là hay á. Đúng là có những cái thứ mà mình phải chủ động.
em ít nói nhưng mà hành động em sẽ chứng minh cho bạn gái em biết. Ok, hợp lý. Trời ơi, thấy chưa? Nói vậy chị yên tâm chưa? Ít nói thôi chứ không phải ta ít làm nha. Cảm ơn nhà gái. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với hai mợ và chị em. Chào MC Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Bạn gái bên này cũng xinh xắn, dễ thương, dịu dàng. Thì hai cháu lên cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Nếu có được chữ thương thì sẽ mọi chuyện sẽ được đi xa hơn. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, bây giờ mình mở ra. Bắt đầu đi Tuấn. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Cảm ơn em. Mở quà đó coi cái gì? Cuốn sách anh ạ. À, rồi, đọc sách ha. Bây giờ nào, để phá tan cái bầu không khí căng thẳng rụt rè này, Tuấn hát bài tặng bạn gái cái coi. Trời nào chơi nhau nhé, đôi ta cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó, nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều in gió khi em khẽ run hàn môi mềm. Làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời. Kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. I love you so. Yeah. Đứng ra Tuấn. Mình thông báo với nhà trai biết nhà gái của tôi là một dancer. Vậy à? Nào nhảy đi. Em xin phép cởi giày ra. Tại cởi giày ra em. Cho một chút âm nhạc. Quay mặt cho bạn gái xem nào, bạn trai xem nè. Mà nhảy với bạn ra, bạn trai kìa em ơi. Trước mặt bạn trai xem kìa. À. Anh cảm nhận là em rất dễ thương, phù hợp với tiêu chí của anh đề ra. Dạ em cảm ơn. Thì ấn tượng đầu tiên của em với anh thì anh hát cũng rất là hay, nhìn cũng rất là có vẻ là nhút nhát á. Đúng rồi. Mà em thì thích người chủ động nhiều hơn một nửa xíu nữa. Em sẽ cố gắng chủ động nhiều hơn. Dạ. Còn bao lâu mình có thể kết hôn được em? Em thì hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Nhưng mà nếu mình có duyên tiến tới hôn nhân thì em cũng thoải mái. Đó tùy theo duyên số thôi. Anh cũng xác định 6 tháng tới 1 năm thôi. Em tiến tới nắm tay bạn gái, em nói hết những cái suy nghĩ về người đối diện mình đi. Rồi mình tiến hành chuyện bấm nút thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng mặt bạn gái, nói hết cảm nhận của mình về người đối diện mà. Hôm nay anh tới với đây gặp em, anh rất là vui. Anh rất mong hai chúng ta cho nhau cơ hội để đi tới xa hơn. Dạ rồi. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau khi mình giao lưu với nhau, cùng gặp gỡ nhau, nắm tay nhau, hát với nhau, vui với nhau, nhảy với nhau rồi. Bây giờ thì hai bạn hãy suy nghĩ và quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bóng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đi xuống đi chị cầm cho. Đôi ngã chia lìa nhau. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi thứ hai. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha.
Nó quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Đi chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đò lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 nè. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm ấy đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi, nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Em quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp chia tay? Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một tháng. Mà chia tay vì vô tâm, quen nhau một tháng. Đó. Quá trời lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Nó người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh em bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật cho nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến mình nhớ nhất, chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên? Không, không phải là mối tình đầu tiên, mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi, thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn.
Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả, quen tháng luôn đó hả. Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Y chang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến. Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi còn không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Rồi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi. Sếp rồi. Em xin chào chú Nguyễn Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Chuyện gì vậy? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á, chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi rồi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính á. Em gái, thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính với anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh nó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác.
và người ta có thể lo được cho cuộc sống, thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được, em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ vậy thì em sẽ tới, nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em, chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Ôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Đó. Tim đập không? Đập. Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi? Chị đâu có... Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ, nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đồng hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có một quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Yeah. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Yeah. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì. Đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương
mà tổn thương vào trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, rồi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó, quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả, nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình, luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ.